Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày thứ 6 lòng thương xót, 15 tháng 3 năm 2024, sau Chúa Nhật thứ 4 mùa chay. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần cho chúng ta để cho chúng ta lắng nghe được lời Chúa dạy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi, còn Đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư, các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư, tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại câu lời Chúa ngày thứ năm 14 tháng 3. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Thế thì những người Do Thái không tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu nói rằng là cha tôi với tôi hay là tôi với Chúa Cha là một vân vân, thì người ta nói rằng Đức Giêsu nói phạm thượng. Thì Đức Giêsu cũng đã nêu ra là ông Gioan Tẩy Giả, người mà các ông tin tưởng, đã làm chứng tôi là con Thiên Chúa. Rồi tiếng Chúa Cha cũng đã làm chứng cho tôi là con Thiên Chúa. Nhưng điều quan trọng nhất là Đức Giêsu nói chính những việc Chúa Cha giao cho tôi. Chắc chắn là những dấu lạ Đức Giêsu đã làm, những lời Đức Giêsu đã nói, và nhất là qua cái chết và phục sinh của Đức Giêsu làm chứng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Chúng ta ghi nhớ câu lời Chúa đó. Chính những việc Đức Giêsu làm chứng cho, chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Đức Chúa Cha đã sai tôi. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Rồi trong bài tin mừng của ngày thứ 6, câu lời Chúa mà chúng ta ghi nhớ đó là giờ của người chưa đến. Giờ của người chưa đến. Khi đi thăm bệnh nhân ấy, thì là cũng có những người thì có vẻ sốt sắng, nói là tôi bắt mạch, tôi biết là chắc chỉ giờ đến tối. Thế nhưng cũng có những người nói rằng bao giờ, khi nào giờ Chúa đến thì mới đi được. Nếu giờ Chúa chưa đến thì dù có thế nào thì cũng vẫn không đi. Nhưng mà giờ Chúa đến thì có thể đang chơi rồi cũng phải ra đi thôi. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày thứ 6. Khi ấy Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Galilê là quê hương của Chúa Giêsu. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết Đức Giêsu. Tất cả Đức Giêsu cũng lánh mặt ở vùng Giu-đê gần Jerusalem. Bởi vì Chúa Giêsu cũng đã cảm nhận rằng là người ta đang tìm cách giết Đức Giêsu, nhưng mà chắc chắn là vào thời điểm nào mà Chúa Cha cho người biết, hay là vào đúng thời điểm, vào đúng giờ, thì lúc đấy Ngài mới thật sự là bước vào cái chết. Còn khi chưa đến giờ thì cũng chẳng ai làm gì được người. Người ta tính xô Đức Giêsu xuống vực, nhưng mà Ngài băng qua giữa họ mà đi vì giờ của người chưa đến. Người ta định ném đá Đức Giêsu nhưng mà cũng chẳng ai làm được, bởi vì người ta còn sợ nhiều sự sâu xa là giờ của Chúa chưa đến. Thế thì Đức Giêsu không có lên Jerusalem, vì Đức Giêsu biết là người ta đang tìm cách giết người, nhưng mà vì giờ của người chưa đến nên là người cũng không cần phải sẵn sàng. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Người Do Thái người ta có lễ Sa-bát, lễ lều, lễ ngũ tuần vân vân, cũng có một số lễ lớn trong năm. Thì lễ lều cũng là một trong những cái lễ của người Do Thái, lễ lớn của người Do Thái, và tất cả những lễ lớn đều tổ chức ở Jerusalem. Lễ lều của người Do Thái gần tới, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên nhưng không công khai và hầu như bí mật. Đức Giêsu cũng lên Jerusalem dự lễ lều nhưng mà không công khai. Sâu xa đó là Chúa biết giờ của Chúa, Đức Giêsu biết giờ của người. Và khi giờ đến thì Ngài công khai đi vào cuộc khổ nạn và đón nhận một cái chết tràn đầy yêu thương. Và lần này thì khi giờ chưa đến nên Đức Giêsu vẫn lên Jerusalem, nhưng mà không có công khai,
và hầu như bí mật. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói ông này không phải là người Do, người họ đang tìm giết sao. Thế nhưng cũng có những người phát hiện. Thế người ta nói, ủa, đây có phải là ông Giê-xu không? Ông này không phải là ông Giê-xu người ta đang tìm giết sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Đức Giê-xu bí mật, thế nhưng mà đúng là khi cần nói thì Ngài vẫn nói. Và cụ thể là Đức Giê-xu lên Jerusalem bí mật, nhưng mà lúc này thì Đức Giê-xu công khai, rao giảng. Thì người ta mới nói là, ủa, ông này là ông Giê-xu người ta đang tìm giết này, ông ta đang nói công khai này. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Thế thì có phải chăng là những người lãnh đạo Do Thái đã chân nhận ra là Đức Giê-xu là con Thiên Chúa? Ông ấy chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi, còn Đấng Kitô thì khi người đến chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Thế thì những người Do Thái thì người ta thấy rằng Đức Giê-xu là con của mẹ Maria và thánh cả Giuse, người làng Nazareth, thì ai cũng biết mà chỉ biết đến như thế thôi. Thế thì người ta nói là ông này là ở Galilê, con ông Giuse, con bà Maria. Người ta cũng đã vấp ngã về cái điều đó. Rồi người ta nói là Kinh Thánh nói rằng là Đấng Mêsia là con Thiên Chúa, là Ngài đến mà không, mình không biết Ngài đến từ đâu. Tức là sâu xa là con Thiên Chúa thì phải đến từ trời. Nhưng mà Đức Giê-xu là sinh ra ở, sống ở Nazareth, nhưng mà đấy là thân phận con người của Ngài, nhưng mà Ngài còn là con Thiên Chúa. Nhưng mà không ai nhận ra được cái bản tính đó. Đây cũng là một cái vấn đề mà con cứ suy niệm từ sáng đến giờ đấy. Thật sự thì chúng ta có thể trách là những người Do Thái tại sao không nhận ra Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Thế thì chúng ta cũng nhìn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta đấy. Thật sự chúng ta cũng đâu có nhận ra Chúa đâu. Nếu chúng ta nhận ra Chúa thì chúng ta sẽ thật sự là yêu thương anh em, trân trọng anh em, bởi vì Chúa nơi tất cả mọi người. Chúng ta đâu có ghét nhau, thế giới này cũng không nhận ra Chúa, bởi vì thế giới này cũng còn đang chiến tranh mà. Chứ còn nếu mình nhận ra Chúa thì làm sao mà mình dám đánh nhau, mình dám chửi nhau, làm sao? Thế thì trong cuộc sống hàng ngày cũng đôi khi chúng ta bực người này, chúng ta ghét người kia. Khi chúng ta chưa yêu được người này, chưa kính trọng được người kia, thì đây cũng là bằng chứng chúng ta đâu có nhận ra Chúa đâu. Thế thì những người Do Thái người ta không nhận ra Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, thì cũng chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta nhận ra Chúa thì chúng ta đã biết tôn trọng và yêu thương anh chị em của mình rồi. Thì đây cũng là cái vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ, và chúng ta cũng cần phải nài xin Chúa rằng lạy Chúa. Ngày xưa người Do Thái người ta đã không nhận ra Chúa nên người ta đã đóng đinh, người ta đã giết Chúa. Ngày hôm nay thì chúng con cũng thế thôi, chúng con không nhận ra Chúa nên chúng con cứ chửi nhau, chúng con đánh nhau, thậm chí là chúng con cũng giết nhau nữa. Xin cho con nhận ra Chúa, xin cho con nhận ra Chúa. Thế thì những người Do Thái người ta bảo ra, ông này ông đang giảng công khai này. Nếu mà ông là Đấng Kitô, ông là con Thiên Chúa thì mình đâu có biết ông xuất thân từ đâu. Mà còn ông này là con ông Giuse, còn bà Maria ai chả biết. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-xu lớn tiếng nói thì chắc chắn Đức Giê-xu biết họ sầm sỉ với nhau cái điều đó. Thì Chúa Giê-xu nói, các ông biết tôi à? Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến, tôi đã... Đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Thì một lần nữa Đức Giê-xu lại nói về bản tính Thiên Chúa của người. Chúa Giê-xu bảo là các ông nói các ông biết tôi à? Đấng đã sai tôi là đấng chân thật, tôi biết người, người là cha tôi, là Thiên Chúa. Còn các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ người mà đến, và chính người đã sai tôi. Một lần nữa Đức Giê-xu lại khẳng định là Đức Giê-xu đến từ Thiên Chúa, và Ngài là con Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nói, bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Điều này cũng lại trở lại cái câu Kinh Thánh của ngày thứ năm đấy. Chính những việc Đức Giê-xu làm minh chứng rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Thế thì trong bài tin mừng này thì người ta đích làm, người ta đích bắt Chúa Giê-xu, người ta đích làm cái này, người ta đích làm cái kia, nhưng mà họ ta không có làm được, bởi vì giờ Chúa chưa đến. Và đây cũng là câu trả lời cho chúng ta là ai giết được Đức Giê-xu. Câu trả lời không ai giết được Đức Giê-xu cả. Khi giờ của Đức Giê-xu chưa đến thì không ai giết được Đức Giê-xu cả. Thế nhưng Đức Giê-xu bị đóng đinh và chết trên thập giá là bởi vì Chúa Giê-xu tự nguyện hiến mình, tự nguyện mang lấy tội lỗi, tự nguyện mang lấy cái chết của tất cả chúng ta.
Thế thì ít ra là cũng có hai cái ý nha, để cho chúng ta ghi nhớ trong bài tin mừng này. Những người Do Thái, người ta không nhận là Đức Giêsu, mặc dù Đức Giêsu nói rằng tôi từ Chúa Cha mà đến. À, người ta nói ông là con ông Giuse, con bà Maria, thì ai chả biết. Ông không phải là Đức Kitô, ông không phải là con Thiên Chúa. Thế thì những người Do Thái không nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nên là họ giết Chúa. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy đấy. Nếu chúng ta nhận ra Thiên Chúa, nếu chúng ta nhận ra Thiên Chúa làm người đấy, thì chắc chắn là chúng ta đã yêu thương nhau. Nếu chúng ta nhận ra Chúa thì chúng ta cũng nhận ra Chúa nơi người anh em của chúng ta. Nếu chúng ta nhận ra Chúa thì chúng ta sẽ biết yêu thương nhau. Chúng ta cũng không, người Do Thái không nhận ra Chúa nên là đóng đinh nên giết Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ghét nhau, khi chúng ta chửi nhau, khi chúng ta không yêu thương nhau thì cũng là bằng chứng chúng ta chưa có biết Chúa. Rồi ý thứ hai, người Do Thái, người ta Chúa Giêsu nói rằng là tôi từ Chúa Cha mà đến, thì người ta cũng không muốn nghe. Người ta tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng mà không làm được gì cả vì giờ của Chúa chưa đến. Thì đây cũng là một cái điều mà cụ thể là khi con ở cao xá đó, thì lúc đó con cũng người sức khỏe nó cũng nó có lẽ là nhiều cái áp lực rồi, cái sức khỏe con nó tự động nó cũng suy sụp. Thế thì khi nó suy sụp như vậy thì con cũng cứ lo lắng vậy đấy, cứ lo lắng, thậm chí là tôi đến là cứ nghĩ là đêm nay mình chết, thì công việc còn đang dở dang. Thế thì có một ông trùm ông nói với con mà con cũng cảm thấy là cảm ơn ông ấy. Ông bảo: cha ơi, sống chết là giờ của Chúa, sống chết là giờ của Chúa. Đến giờ Chúa gọi, dù cha có đang là gì đi chăng nữa thì cha cũng phải đi. Thế nhưng chưa đến giờ Chúa thì dù có đau bệnh gì, muốn đi cũng chẳng đi được. Giờ của Chúa. Thế thì trong bài tin mừng này chúng ta thấy dân Do Thái, người ta thấy Đức Giêsu nói rằng là các ông nói các ông biết tôi hả? Tôi từ Chúa Cha mà đến, các ông không biết Chúa Cha. Người ta lại càng bực mình mà người ta tìm cách bắt Đức Giêsu. Nhưng giờ của Chúa chưa đến, nên cũng chẳng ai làm được gì cả. Chúa Giêsu có bị đóng đinh trên thập giá, đó là Ngài tự nguyện đi vào cuộc khổ nạn. Thế thì chúng ta cũng rút ra được cái bài học, vấn đề là giờ của Chúa, sống chết trong tay Chúa. Giờ của Chúa, việc của Chúa làm, nên là làm cái gì thì chúng ta cũng vẫn cứ phải cầu nguyện, vẫn cứ phải dựa vào Chúa. Phải là giờ của Chúa, phải là quyền của Chúa thì mới được, chứ không phải là của mình nhé. Chúa có cho thì mới được. Thánh Vịnh có cái câu ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Nên là làm cái gì gọi giờ của Chúa thì mới được, mà không phải giờ của Chúa thì tất cả mọi sự đấy chẳng thể được, nó sẽ là giang dở. Vì thế mà đối với cá nhân con hay là trong nhà dòng ấy, trong cái công việc thì bao giờ cũng chọn những cái ngày lễ, như ở lễ tôn vinh Chúa hay lễ Đức Mẹ, lễ Thánh Giuse, lễ các thánh. Ngày hôm qua thì có một cái anh kia, anh bảo: cha ơi, vợ chồng chúng con ra riêng rồi cũng có một số vốn để chúng con tính mở một cái cửa hàng điện máy. Thì con dự định là chọn ngày 19 tháng 3 để khai trương, có được không? Bảo: trời ơi, tốt quá rồi còn gì. Dựa vào Chúa, dựa vào các thánh thì đấy là tuyệt vời. Trong công việc làm ăn của chúng ta cũng vậy, nên chọn những cái ngày kính Chúa, kính Đức Mẹ, kính các thánh, để chúng ta dựa vào các ngài. Giờ của Chúa đến thì mọi sự mới là tốt đẹp. Còn không phải giờ của Chúa, không phải là ơn của Chúa thì chẳng thể xảy ra được cái gì cả. Thế thì chúng ta cứ cố gắng sống tốt, cố gắng sống theo lời của Chúa dạy. Còn cái gì xảy ra đó là quyền của Chúa, là ý muốn của Chúa. Còn nếu Chúa không muốn nó xảy ra thì không thể nào xảy ra được. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.